Yo, hello, what's up chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, theo từ đường phố đấy mọi người nhá. Xin chào tất cả anh em game thần thú Go nhà mình đây, theo từ đường phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chưa video cho anh em xem video vậy, đầu video nhìn dùm like và một đăng ký kênh cho nó phát triển nhé, anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với con game thần thú Go anh em. Hiện tại con game này đang được làm chính thức tại kênh từ bá đạo của tôi. Anh em hứng thú có thể qua đây xem thêm những video cập nhật mới nhất, hot nhất của con game này. Hôm nay thì rảnh rỗi chưa biết làm gì thì tôi ghé qua đây làm video cập nhật quà code cho anh em, tiện review qua con ảo của tôi sau mấy ngày không vào của bạn, và cùng nhau đi nâng cấp tướng Origin Rykora mới về tem anh em, và cũng hướng dẫn các bạn nhận free tướng này. Nói chung nói nhận free thì cũng chả đúng đâu, bởi vì anh em thử sức biết làm sao để lấy tướng này rồi đúng không. Nếu nói free thì nó lại hơi vô lý, nhưng mà thực tế là không phải là free anh em, có nghĩa là các bạn phải lấy mất công cày cuốc đó. Vì là cái deal này anh em, cái deal này một trong những cái deal tăng được chiến rất là khủng của bạn đó. Rykora tôi từ con tướng 5 sao anh em lên tướng thành tướng 10 sao, chỉ số bạn nhìn kìa. Tốc có thay đổi anh em, như nhìn HP từ 538k lên thành 2.500.000 anh em. Chưa thể các chỉ số khác các bạn. Đó, Rykora mạnh hay yếu là do cái này các bạn này, vét cộng hưởng vào anh em, cái này mới là quan trọng. Nó nếu như các bạn giờ có mấy cháu 3 sao thì nó lại khác nữa. Đây, Rykora tôi hiện tại có 9m4 đó. Căng thế nhờ, các bạn có thể cường hóa đồ nha. Cái kiếm chó này tí tôi sẽ nói thêm sau, trước mắt chúng ta đi cập nhật qua tình quả code anh em nhé. Hiện tại game thì quả code khá là nhiều, anh em chưa nhận thì tranh thủ nhận. Ô, tập bản lộn game anh em. Chúng ta đến với thần thú Go, ok. Chúng ta có tổng kết sự kiện fanpage, hiện tại thì bên fanpage chúng ta đã phát quà fan cứng tại Gmai. Anh em nào tham gia thì tranh thủ check. Ngày qua thì có Evan dự đoán đỉnh cao thì cái quà này đoán đúng thì cũng nhận đấy, thẳng vào game anh em. Dự đoán đây này các bạn này, họ anh em nó tham gia thì nhận. Chúng ta có sự kiện tổng hợp, chúng ta có code dùng chung mới, đó là TTG1TH anh em, đây một code nha. Code hiện tại ngay trên cái là 2 anh em, đây là 4 rồi. Đó, que thành tựu này anh em này, 4 phần quà gift code rồi. Nhưng mà code nhập được giờ hiện tại chỉ có 4 cái code đấy anh em. Cái tiếp theo là cái này này, một trong những cái này không biết là anh em nhập chưa. Code bên Zalo anh em, cái code này tôi nhập rồi nên chính thức cập nhật cho các bạn thôi. Zalo Google nhé, một trong những code anh em ra nhập thêm. Hết chưa nhỉ, hết rồi anh em. Trưa nay thì có con đen dùng chung mới đấy, nên là tí trưa thì cùng nhớ thêm bên kênh tiểu tử đường phố đồng nói anh em. Google Telegram rồi bỏ đi anh em. Vậy là trước mắt là chúng ta hiện tại có hai cái sự kiện tổng hợp anh em, đây hai code này, chuyện này hai anh em, với Google nữa là 5 code đây anh em. Đó, đặc biệt là cái code đây các bạn này, chúng ta có hai code nhập được, đó là TTG1 tháng, là code dùng chung anh em, chúng ta có hai code, và Google Zalo anh em, đó là hai code dùng chung các bạn để nhập được. Còn cái code lại anh em check Gmail thì lấy nhá. Đây, nhập qua không anh em, để bạn là nhập được không, cũng check xem còn không anh em, hay là hết hạn rồi. Đó, có đây tôi đã dùng rồi các bạn, thế là không nào nhận được là chắc chắn rồi. Ok, trước mắt chúng ta sẽ đi chiến boss nào, cho team mạnh nhất tôi ra anh em. Rykora rồi. Uầy, không có khoan thua anh em, nhìn vậy đâu không ăn thua. Tưởng thế nào bạn cũng hoàn thua, tôi tưởng tên được top 2 nhưng thế này cũng hoàn thua anh em. Nhưng tên 82 tổng được chiến toàn tem rồi. Còn rất nhiều cái trong ngày hôm nay tôi chưa cày nữa các bạn. Rất là nhiều nhiệm vụ chưa cày các bạn. Tạo mới này, mua này. Gắt cao này, lâu lắm rồi gắt cao anh em, đi gắt cao coi. Để xem đây có nhân phẩm kiếm ra lợi nhuận gì không anh em. Rồi ơi. Ok. Rồi, tiếp theo để nhận được free tướng Origin Rykora thì bắt buộc có một việc các bạn phải làm, đó là bạn phải đi tí luyện thần thánh. Đó, tại đây thì anh em sẽ nhận những phần quà cực kỳ ngon, cực kỳ bén anh em, cực kỳ hấp dẫn. Sau đó thì anh em sẽ nâng cấp bảo vật và sau đó anh em sẽ đi vượt ải. Hiện tại tôi đã vượt lên ải 734 đây anh em này. Đó, ít nhất là các bạn phải vượt qua được tầng đầu này thì anh em mới nhận được tướng. Đây anh em, đó. Chiếu chiến lại thì có quà không? Tôi nghĩ là chắc là không đâu các bạn, thử coi. Không có quà các bạn, tất nhiên là không có quà rồi. Đây, hiện tại tôi đang đi qua bên tầng này rồi các bạn. Và không làm gì được hết anh em, đang bị thua, không làm gì được hết. Đánh kiểu gì cũng thua các bạn, cay thật sự luôn. Nào, cho hết tem tướng mạnh, bét mạnh rằng trước coi.
đội 3 này anh em này. Hai chà. Chàng ngon anh em, lại qua màn rồi. Lại ngon các bạn, lại thêm mảnh Zykora, Orogin Zykora rồi. Ok. Ok các bạn, kiểu chiến nào. Cũng không win được hả? Ghét thế nhỉ? Không win được các bạn. Rồi, bỏ đi. Tiếp theo một vấn đề nữa anh em chú ý nhé. Về cái mặt Best Origin này á, về cái phần trang bị đây anh em này, nó sẽ mang trang bị phụ thuộc vào kiểu, tôi chả hiểu tháo ra hay là nhà thì chả biết anh em. Tôi nghĩ là chắc là do mang theo kiểu Best anh em này. Về chung quy Best thấp nhất của bạn mang đồ gì cho nó mang đồ đấy anh em. Tôi nghĩ là vậy các bạn, đây theo cá nhân tôi nghĩ nha. Còn đồ thực tế này chả biết, tháo nào. Ok, hôm nay chúng ta sẽ lên thêm 1-2 món 3 sao. Ok. 3 sao này. 3 sao này. Ok các bạn. Trang bị. Ok, một bộ 3 sao, một bộ quay. Ôi, hơi căng các bạn. Chim điện chưa có anh em, thế nhưng chim nữa thì đang có khả năng. Giờ kiếm thêm một cháu chim nữa là úp tim rồi anh em. Khó đấy nhờ, không làm gì được gọi. Chúng ta có sự kiện tầm bão. Nhiệm vụ nhận quà. Xác nhận để kiếm thêm 1-2 món 4 sao đấy anh em. Một đang có sự kiện kiếm đồ 4 sao đấy, nhưng mà chưa tham gia thì chúng tôi tham gia. Đồ phải nói cực kỳ bén luôn các bạn, không tham gia thật sự hơi tiếc luôn á, hơi bị lãng phí luôn. Đây, anh em chơi xong thì gọi qua đây đổi đồ này. Đây gọn dương trang bị 4 sao này. Rồi chúng ta có dương sự kiện 4 sao, 5 sao lên luôn anh em. Ok các bạn, chúng ta thiếu một xíu nữa là được rồi. 3 vé nữa chơi luôn anh em. Rồi. Ô, may vừa đủ anh em. Một rương 4 sao. Đó. Check bet nào, trang bị full đồ 4 sao này. Ây chà, khó đấy. Trước mắt chưa biết nào anh em, này cho ấy cánh đi. Hiện tại bet tôi đang thiếu cánh rất nhiều các bạn. Đó, đang thiếu cánh rất là nhiều các bạn nha. Ok. Thư chúng ta có sự kiện pha đảo tuần à. Ngon các bạn. Bỏ nhưng mà bỏ qua năm bên, tính sau. Tranh đoạt. Chúng ta sẽ đi pick lại team anh em. Nhục mấy cái này là đảo thường ạ, trời, ai tin trời. Uầy. Vâng, đảo thường ạ, khổ lời đảo thường luôn ạ. 500k ạ. Thề bác này tem kiểu gì 500k được ghê vậy. Chú toàn thằng trăm thôi anh em. Đây đây các bạn, khiêu chiến. Từ từ. Ok các bạn, ra trận nào. Xác nhận. Tem đâu nhỉ? Rồi ok các bạn, ra trận nào.
Vitini ra. Ây da, không chỉnh được các bạn. Không được chỉnh, em cay đấy. Không làm gì được các bạn. Ok. Rồi, video này cập nhật qua một số vấn đề liên quan đến bên game thôi anh em. Hiện tại các bạn đang lấy được bao nhiêu tướng Orogin rồi? Mà hiện tại mới ra mắt Zykra chứ mấy. Anh em đã sở hữu được Zykra Orogin chưa? Còn đây là Zykra Orogin của tôi. Chúc anh em xem lấy được best mới nha. Ok, còn clip này kết thúc bài đại. Hẹn gặp anh em theo giờ thì...